Sơ có biết nhà James ở đâu không? Bên phải. Bên phải hả? Muốn không, đi vô chơi hả? Không phải bên trái không? À. Bên trái là nhà ai? Nhà Mai hả không? All I know is a classmate of mine lives there. He says traffic light is bad. Washington DC.